về con người, chúng giống như một đàn cá, con người. Họ thật sự là vậy. Họ sẽ đi theo cùng một hướng mà không nói chuyện với nhau, ngay cả khi họ đang đi đến chính xác cùng một nơi. Đôi khi, họ thậm chí còn va chạm vào nhau trên đường phố vì họ quá tập trung vào các thiết bị nhỏ của họ. Tôi không biết tại sao họ lại thích thú với những thứ đó. Chúng chỉ là những thiết bị kim loại nhỏ xíu mà thường có thể vừa trong tay chúng. Kiểu như vậy, một số trong những thứ kim loại này có đèn và khi đèn nhấp nháy, con người chuyển sang thiết bị của họ chỉ trong vài giây. Nó không quan trọng nếu họ có một người bên cạnh họ, hoặc một chú chó dễ thương, hoặc một cái cây khổng lồ hay đại dương. Họ dường như không quan tâm nhiều đến tất cả những điều đó, trong giao thông, chúng cũng giống cá vậy. Mỗi người trong số họ có loại viên nang riêng với bánh xe. Về cơ bản được sử dụng để không đi bộ một số người trong số họ phải đi một tấn km mỗi ngày vì vậy tôi hiểu rằng họ không thể đi được nhiều như vậy tôi không biết tại sao họ lại đi xa như vậy nó không phải là để tham quan đại dương công viên hoặc một công viên họ thực sự đi từ nhà của họ đến một tòa nhà nơi họ không có nhiều không gian và trong tòa nhà họ ở lại cho đến khi mặt trời lặn thành thật mà nói tôi không biết họ làm gì trong những tòa nhà này nhưng nó dường như không thú vị dù sao họ giống như hồ sơ giấy tờ, và những thứ như vậy. Giấy tờ, giấy tờ, giấy tờ. Nhiều người trong số họ nhìn đồng hồ mỗi 2 phút và mỉm cười khi đó là thời gian để ăn trưa hoặc uống cà phê. Cà phê là chất lỏng màu nâu giúp họ không ngủ khi họ phải nộp giấy tờ. Trong tòa nhà, mỗi người trong số họ có bàn riêng của họ và một thiết bị lớn hơn các thiết bị di động. Trong các tiện ích này, họ cũng làm những gì dường như là những nhiệm vụ rất lặp đi lặp lại đôi khi tôi tự hỏi tại sao chúng có chân nếu họ không sử dụng chúng và có cảm giác như toàn bộ cơ thể chỉ là một phương tiện vận chuyển đến não của họ dù sao thì họ cũng không sử dụng bộ não của mình nhiều như thế như tôi đã nói họ tham gia vào các nhiệm vụ không cần một tâm trí một ngày nọ tôi thấy một lễ kỷ niệm nhưng nó cũng chỉ là một sự chán nản dường như không có bất kỳ mối liên hệ chân thành nào cả trong thực tế đó là một nhóm người nhồi nhét với nhau ngay cả khi họ ở cạnh nhau không liên quan gì đến những người khác mỗi người trong số họ mang theo một ly và mỗi lúc họ lấp đầy kính với chất lỏng trong suốt cam hoặc đen họ hỏi nhau những câu hỏi nhưng đó là những câu hỏi rất mơ hồ dù sao thì tôi không nghĩ có ai quan tâm đến việc biết câu trả lời họ không hỏi tại sao đại dương có màu xanh hay mục đích của chúng là gì họ dường như không quan tâm đến những bài học đời sống và thậm chí họ cũng không dám chơi nhạc mà họ thích nếu âm nhạc không phù hợp với bữa tiệc mọi người hỏi mọi người họ làm gì và điều đó có thể dẫn đến những cuộc trò chuyện ngu si đần độn trừ khi người ta có một ngày đặc biệt thú vị với việc lướt sống ví dụ họ nói họ đi làm nộp một số giấy tờ bị kẹt trong giao thông rằng sếp của họ lại xấu đi và rằng sinh nhật của anh họ sẽ là tuần tới tôi không nghĩ cuộc sống của ai là nhàm chán nhưng tôi sẽ nghĩ đó là nếu bạn diễn đạt nó theo cách đó. Cô có mối quan hệ gì với anh họ của mình? Dù sao, anh có quan tâm đến ngày sinh nhật của họ không? Thế còn sinh nhật của anh thì sao, anh có quan tâm đến nó không? Món quà tốt nhất bạn đã nhận được trong cuộc sống của bạn là gì? Bạn có tìm cách để làm cho thời gian trong giao thông hiệu quả? Bạn có nghe podcast không? Nếu vậy, những podcast này là gì? những chủ đề nào bạn quan tâm nhất bạn có muốn sống phần còn lại của cuộc đời mình theo cách bạn đang sống bây giờ hay bạn muốn thực hiện một số thay đổi nếu vậy bạn sẽ thực hiện những thay đổi nào và bạn sẽ làm cho chúng xảy ra như thế nào họ không hỏi những điều này ở tất cả tôi tin rằng có rất nhiều điều để hỏi và rất nhiều điều để khám phá trên trái đất mỗi một trong những con người mà tôi đang nói với các bạn là một sinh vật rất phức tạp với các cơ quan phải hoạt động theo một cách rất đặc biệt để chúng sống sót tất cả chúng đều khác nhau và tôi nghĩ điều đó thật thú vị tôi không hiểu tại sao có những cá thể cao lớn không thích chiều cao của họ và những cá nhân nhỏ muốn cao hơn có những người sẽ đến bệnh viện và không phải vì họ bị bệnh mà là để sửa đổi một số bộ phận cơ thể của họ một số sẽ làm cho góc miệng của chúng to hơn hoặc phần trên của chân của chúng to hơn. Tôi không biết tại sao họ lại làm thế, tôi thấy nó kỳ lạ. Tôi không nghĩ rằng họ biết rằng mỗi phần của sự sống của họ phù hợp với các bộ phận khác trong sự hài hòa và cân bằng hoàn hảo. Họ chỉ sao chép lẫn nhau, họ sao chép những gì họ thấy trong các tiện ích của họ. Tôi nghĩ đó là siêu ca. About humans, They really are. They will walk in the same direction without even talking to each other, even if they're headed to the exact same place. Sometimes, they'll even bump into each other in the street because they're way too focused on their little devices. I don't know why they get so excited about those, though. They're just tiny metallic gadgets that can usually fit in their hands, kind of. Some of these metallic things have lights, and when the lights flicker, the humans turn to their devices in a matter of seconds. It doesn't matter if they have a person by their side, or a cute dog, or a gigantic tree, or the ocean itself. They don't seem to care much about all of that. In traffic, they're like fish, too. Each of them has their own kind of capsule with wheels, which is basically used in order not to walk. Some of them have to travel a ton of kilometers every day, so I understand that they can't walk that much. I don't know why they go so far. Though, it's not to visit the ocean or the park or a park. They literally go from their house to a building where they don't have that much space, and in the building, they stay until the sun sets. To be honest, I don't know what they do in these buildings, but it doesn't seem to be interesting, anyways. They kind of file papers, and such. Papers, papers, papers. Many of them look at the clock every two minutes and smile when it's time to eat lunch or drink coffee. Coffee is a brown liquid which helps them not sleep when they're supposed to file papers. In the building, each of them has their own table and a device larger than the portatile ones. In these gadgets, they also do what seems to be very repetitive tasks. Sometimes I wonder why they have legs if they're not gonna use them, and it feels like their whole body is just a transport to their brain. They don't use their brains that much either, anyways. As I said, they get involved in tasks that don't require a mind. One day, I saw a celebration, but it just so happened to be a boring one too. There didn't seem to be any genuine connections at all. In fact, it was a group of people crammed together who, even if they were next to each other, had nothing to do with the others. Every one of them carried a glass and, every now and then, they filled up the glass with transparent, orange, or black liquids. They asked each other questions, but these were very vague questions. I don't think anyone would be interested in knowing the answers, anyways. They do not ask why the ocean is blue or what their purpose is. They don't seem to care about life lessons and they don't even dare to play the music that they like if the music doesn't fit the party. People ask people what they do, and that may result in really dull conversations unless one had a particularly interesting day with surfing involved, for instance. They say they went to work, filed some papers, got stuck in traffic, that their boss was being mean again, and that their cousin's birthday was going to be next week. I don't think nobody's life is boring. But all think it is if you phrase it that way. What relationship do you have with your cousin? Do you care, anyways, about their birthday? What about your birthday? Do you care about it? What is the best gift you have received in your life? Do you find ways to make time and traffic productive? Do you listen to podcasts? If so, what are these podcasts about? What topics interest you the most? Do you wish to live the rest of your life the way you're living it now or would you like to make some changes? If so, what changes would you make and how would you make them happen? They don't ask these things. At all. I believe there's a lot to ask and a lot to discover on Earth. Every one of these humans that I'm talking to you about is a really complex being with organs that have to function in a very particular way in order for them to stay alive. They're all different from each other, and I think that's super fun. I don't know why there are tall individuals who don't like their height and small individuals who'd like to be taller. There are people who will go to hospitals and not because they're sick, but to modify some of their body parts. Some will make their corners of the mouth bigger or the upper part of their legs bigger. I don't know why they do this, I find it weird. I don't think they know that every part of their being fits with the other parts in perfect harmony and balance. They just copy each other, they copy what they see in their gadgets. I think it's super CRA.